Thầy xin chào tất cả bạn và các em. Ở video này thầy cho em một bài toán liên quan đến H3 trừ kết hợp với OH trừ, kết hợp với bài toán là nhiệt phân muối carbonát, một bài tập khá là hay. Nó không đúng nỗi là quá khó, nhưng mà nói là dễ thì không hề dễ một chút nào cả. Nói tóm lại là thầy đánh giá bài tập này là bài tập rất là hay. Thì chúng ta bắt đầu nhé. Ở đây mình có là dung dịch X gồm có 4 ion. Ở đây thì mình sẽ có là dung dịch X và dung dịch X gồm có 4 ion. Và thầy đọc trước đề bài một lượt nhé. Dung dịch X gồm có 4 ion, đó là Ba2 cộng Na cộng H3 trừ Cl trừ, trong đó số mol của anh Cl trừ bằng 0,1. Tiến hành thí nghiệm sau. Thí nghiệm 1 thì người ta lấy 1/2 dung dịch X phản ứng với NaOH dư thì thu được 3,94 gam kết tủa. Còn thí nghiệm 2 thì người ta lấy 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với BaOH lần dư thì thu được là 9,85 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đem đun nóng để cô cạn dung dịch X thì thu được M1 gam chất rắn khan Y. Còn nếu mà lấy M1 gam chất rắn khan Y này mà đem đun ở nhiệt độ cao đến khu vực 0 độ thì thu được M2 gam chất rắn Z. Giá trị của M2 bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau. Đầu tiên là mình sẽ có là dung dịch X gồm có 4 ion. Ion thứ nhất đó là Ba2 cộng này, thứ hai đó là Na cộng, thứ ba đây là HC3 trừ, HC3 trừ và cuối cùng là Cl trừ. Mình biết đây Cl trừ được bài tặng sẵn chúng ta con số là 0,1 mol, 0,1 mol. Ở đây người ta tiến hành ở đây là hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất là người ta cho gì, cho tác dụng với NaOH dư, cho tác dụng với NaOH ở đây lấy dư, và nhớ là gì, người ta cho 1/2 dung dịch X nhưng thầy không lấy 1/2 mà thầy lấy cả dung dịch X luôn, lấy cả dung dịch X luôn, thì tức là gì, lượng kết tủa chúng ta thu được sẽ phải gấp đôi. 1/2 mà lấy một nửa mà, nhưng mình không lấy một nửa, mình lấy tất đấy ạ, thì kết tủa đây phải là gấp đôi. Thì anh này sẽ là bao nhiêu ạ? Anh này sẽ là phải là gấp đôi lên 3,94 đi, 3,94 mà gấp đôi lên nhân 2 thì số này coi như bạn xóa sổ đi nhé, điền đây là 7,88. Và tương tự như vậy ở thí nghiệm thứ hai, người ta cũng lấy 1/2 dung dịch X và thu được đây là 9,85 gam kết tủa, thì bạn bỏ số 9,85 đi, 9,85 phải nhân đôi là 19,7, đây sẽ là 19,7 nhé. Đó, bạn hình dung như thế, tất cả mình cũng gấp đôi lên thì tính toán nó dễ dàng hơn. Người ta đây sẽ có kết tủa là BaCO3, anh này là 7,88 đúng không, mà chia cho 197 thì anh này sẽ có số mol là 0,04 mol. Tiếp tục này, ở thí nghiệm thứ hai người ta cho cái gì ạ, người ta cho anh này tác dụng với BaOH lần dư, BaOH lần lấy dư đây thì sẽ thu được kết tủa BaCO3, con số là 19,7 chia 197 thì số mol của nó sẽ là 0,1 mol các bạn nhé. Và tiếp theo ạ, người ta bảo là nếu mà cô cạn dung dịch X này, nếu mà cô cạn dung dịch X này đây, cô cạn nhé, cô cạn dung dịch X thì sẽ thu được ở đây đó là chất rắn khan Y, đây là chất rắn khan Y. Chất rắn khan Y đây thì chứa ai thì mình không rõ, chỉ biết rằng chất rắn khan Y người ta tiếp tục ở đây đó là người ta đem nung nung cho không khí đến khối lượng không độ, được chưa, nung thì sẽ thu được ở đây lại là chất rắn khan Z, chất rắn khan Z, và hỏi anh này có khối lượng là bao nhiêu gam, đây giá trị M2 là bằng bao nhiêu. Thế vậy thì chúng ta cùng xử lý bài tập này như sau các bạn nhé. Đầu tiên này, các bạn hãy để ý như sau, chúng ta hãy xét cái thí nghiệm thứ hai đi, chúng ta sẽ xét thí nghiệm hai, xét cái thí nghiệm thứ hai, đây thì chúng ta thấy ở đây kết tủa là bao nhiêu, kết tủa đây là bằng 0,1, vì ở đây người ta cho lại, vì chúng ta biện luận một câu nhé, vì Ba2 cộng người ta lấy làm sao, Ba2 cộng lấy dư, Ba2 cộng lấy dư nên nên số mol của ai, số mol của anh CO32 trừ, số mol của CO32 trừ nó sẽ chính là số mol của anh kết tủa luôn, số mol kết tủa luôn. Bạn thắc mắc ô tại sao như thế, em thấy thầy biện luận thì em chưa hiểu lắm. Ok, không sao, chúng ta phải đặt hoàn cảnh ra là kết tủa đây BaCO3 là được tạo ra từ đâu, nó được tạo ra từ Ba2 cộng kết hợp với gì, CO32 trừ thì tạo đây là BaCO3 đúng không, BaCO3 đây là 0,01 đúng chưa, còn Ba đây người ta cho dư, vì sao dư, bởi vì BH lần lấy dư mà đúng không, thì anh này dư rồi. Thế vậy bạn có công nhận với thầy là BaCO3 đây đúng không, phụ thuộc hoàn toàn vào CO3 trừ, thì CO3 trừ 0,1 chưa, ok nó sẽ bằng là 0,1 mol. Mà anh CO32 trừ này từ đâu mà có, CO32 trừ này chính là do HCO3 trừ kết hợp với OH trừ để tạo ra CO3 đây đúng không ạ, thế nên anh này sẽ bằng với đúng số mol của HCO3 trừ luôn, HCO3 trừ. Bạn lại thắc mắc với thầy là ô tại sao lại như thế, thì đấy bạn nhìn lại phản ứng đây, anh này là HCO3 trừ này kết hợp với OH trừ để tạo đây là CO32 trừ và nước, công nhận thế không ạ. Thế vậy thì người ta rõ ràng người ta cho OH trừ đây em dư này, OH trừ đây dư thoải mái luôn, dư thoải mái luôn thì CO3 này sẽ bằng với HCO3 trừ. Thế nên CO3 đây là 0,1 này, thì anh này 0,1 này, thì HCO3 trừ cũng 0,1. Bạn hiểu chưa ạ? Ok nhé. Thế vậy thì HCO3 trừ đây, bạn chốt luôn đây là 0,1. Ok, xong. Đấy. Cái thí nghiệm 2 giúp chúng ta phát hiện được là HCO3 trừ đây là 0,1 nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ xét tiếp này, cái thí nghiệm 1. Chúng ta xét cái thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1 ở đây kết tủa bằng bao nhiêu ạ? Kết tủa là bằng 0,04. Thì bạn để ý này,
Ở đây HC3 trừ này, HC3 trừ kết hợp với OH trừ thì sẽ bằng là CO32 trừ. Thầy viết lại hẳn vào đây cho bạn dễ nhìn nhé, quan sát cho dễ. Các bạn HC3 trừ đây là 0,06 không? Chính xác. À, xin lỗi. HC3 trừ đây 0,1, quên mất 0,1 vừa mới suy luận mà. 0,1 mol. Mà OH trừ đây người ta lấy gì ạ? Lấy dư. Tại sao biết OH trừ dư đấy? Người ta cho NH này, NH dư, OH trừ dư không? Đấy, OH trừ dư thì đảm bảo bạn là HC3 trừ 0,1 thì CO3 trừ đây cũng 0,1 chưa? Đúng chưa? Đúng rồi, đúng không ạ? Xác nhận là như này. Nhưng mà tại sao kết tủa chỉ bằng 0,4 thôi? Tại sao kết tủa của chúng ta nó chỉ có bằng bằng 0 và 0,4? Đấy, BACO3 đấy, bạn có thể quan sát lại. Bình thường chỗ này người ta sẽ viết là ngoài nhé, nhưng thầy cứ viết vào đây cho bạn dễ quan sát. À, anh CO32 trừ rõ ràng là 0,1 mà kết tủa đây chỉ có được 0 và 0,4 này. Các bạn nhìn này, quan sát này, đấy, kết tủa đây 0,4. Vì sao như vậy? Là bởi vì ở thí nghiệm này và kết tủa sẽ tính theo ai? Kết tủa sẽ tính theo BA2 cộng. Thế vậy chúng ta sẽ dễ dàng suy đây BA2 cộng sẽ bằng 0,4 mol nhé. Mình sẽ ghi đây BA2 cộng này, đó 0,4 mol, điền đây là 0,04. Bạn hiểu chưa? Đấy. Tiếp này, một dung dịch X này mà nó có làm sao? Có 4 ion mà 3 ion mình biết số mol rồi thì mình sẽ bảo toàn điện tích để ra được Na cộng nhé. Chúng ta sẽ có đây, đó là bảo toàn điện tích này, bảo toàn điện tích thì mình sẽ có được số mol của Na cộng sẽ bằng điện tích âm này, 0,1 cộng 0,1 là 0,2, 0,2 trừ đi 0,08 là 0,12 đúng không? Thế vậy Na cộng đây sẽ bằng 0,12 mol này, 0,12 mol. Thế vậy thì chúng ta sẽ suy ra đây, chúng ta sẽ có là dung dịch X này, nó đủ bộ của nó nhé, đủ bộ nhé, thì nó sẽ là BA2 cộng 0,04 này, Na cộng này, Na cộng sẽ là 0,12, anh HCO3 trừ, HCO3 trừ sẽ là 0,1 và anh CL trừ đây, đầu bài tặng sẵn cũng là 0,1. Và khi mà người ta đem đi cô cạn, đúng không ạ, cô cạn, thì chúng ta sẽ thu được phần chất rắn y, chất rắn y. Và hãy các bạn nhớ cho thầy nhé, nhớ một kiến thức cũ thôi, đó là anh HC3 trừ này mà khi cô cạn ấy, khi mà đun ở nhiệt độ và đun nóng thì nó sẽ kém bền nhiệt và nó bị thủy phân và nó bị nhiệt phân thành CO32 trừ, CO2 và H2O. Đây là một kiến thức mà mình phải cần có những cái nền tảng kiến thức cơ bản mình phải biết thì mình mới có thể làm được. Thì HC3 trừ đây là 0,1 các bạn ạ. Thì anh CO32 trừ đây nó sẽ là 0,05 nhé, tỷ lệ là 2,1. Thế vậy chất rắn y của chúng ta sẽ gồm có những slot sau. Thứ nhất là của BA2 cộng, một slot 0,04 này. Na cộng vẫn giữ nguyên, Na cộng không thay đổi gì cả, nó vẫn là 0,12. CL trừ không hiểu gì nhé, CL trừ vẫn 0,1 này. Chỉ có điều là anh HC3 trừ bây giờ đã bị xóa sổ rồi, nó biến thành CO32 trừ. Và CO3 trừ đây là 0,05. Bạn cẩn thận, bạn có thể là kiểm tra lại điện tích âm với dương vẫn cân bằng nhé. Ok, tiếp tục này. À, đến bây giờ thì người ta đem nung đúng không? Đem đi nung, nung đến khu độ không độ nhé. Đây là nung này, nung. Thì các bạn hãy để ý như sau. Anh BA2 cộng đúng không? BA2 cộng thì mãi mãi không bao giờ mất đi cả, nó vẫn nằm ở trong phần chất rắn thôi. Anh Na cộng vẫn thế thôi, không thay đổi, vẫn là 0,12. Anh CL trừ đây thì vẫn là 0,1 không hiểu gì. Riêng anh CO32 trừ này thì nó sẽ bị biến thành, hãy nhớ rồi nhé, CO32 trừ mà gắn với Na cộng ấy, thì suốt cuộc đời nó không bao giờ bị ảnh hưởng gì cả, nó vẫn còn nguyên vẹn bởi vì Na2CO3 nó rất bền nhiệt. Tất cả các muối carbonat mà tan được trong nước thì rất bền nhiệt. Nhưng CO32 trừ đó nó kết hợp BA2 cộng thì có phải bạn công nhận với thầy rằng nó sẽ có này, có thằng BaCO3 đây không? Đó. Ba bao nhiêu? Ba04 thì kết hợp với lượng CO3 đây cũng là 0,04. Như vậy anh này thì không tan, mà không tan thì bị nhiệt phân biến thành gì? Biến thành BaO. Ba bỏ đi, Ba bỏ đi thì đây CO3 biến thành oxy. Đấy, CO3 biến thành oxy. CO3 đây bao nhiêu? 0,04 thì anh này sẽ là 0,04 đây. 0,04 CO3 biến thành 0,04 là oxy này, được chưa? Và tiếp tục này. CO3 đây tổng là 0,05 đúng không? Thì 0,04 nó bị biến thành oxy rồi, còn nguyên vẹn, còn CO3 mà không kết hợp với Ba thì nó vẫn còn nguyên vẹn đây, CO3 trừ vẫn còn sót lại là 0,01. Bạn cái hình dung này. CO3 trừ đúng không? Nếu mà nó mà kết hợp với thằng Ba, kết hợp với Ba đây thì nó bị biến thành BaO. Còn nếu mà thằng CO3 đây, CO3 đây, được chưa? Mà nó kết hợp với Na2CO3 thì nó vẫn còn nguyên là Na2CO3, nó không hiểu gì cả thì nó vẫn còn nguyên vẹn 0,1. Bạn cộng hết vào, ok, xong, ra kết quả. Và nếu bạn cẩn thận hơn, bạn có thể bảo toàn lại điện tích vẫn không vấn đề gì nhé, điện tích âm dương trong một cái chất rắn này vẫn thế. Ta có này, cộng nốt là xong thôi. Mình sẽ có này 0,04 này, 0,04 này nhân 137 này cộng với 0,12 nhân 23 cộng với 0,1 nhân 35,5 cộng với 0,04 nhân 16 cộng với 0,01 nhân 60. Nhân 60, ok. Kết quả là 13,03 cả nhà nhé, 13,03 gam. Đáp án mình cần khoanh bài tập này đó là đáp án D.